Xin chào các bạn, mình mới giới thiệu tới các bạn một cái bản nhạc thu trực tiếp từ cái microphone Rode N4. Mình thấy đây. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn cái microphone này. Giá bán của cái microphone này là 12 triệu. Mình sẽ để cái link bên dưới cái video này. Hiện giờ mình đang sử dụng cái microphone này luôn á. Để nói với các bạn, khi mình mua cái này thì nó cho mình cái hộp, cái thùng này nó cho đưa mình cái dây SLA. Rồi ngăn này để chứa cái microphone, cái ngăn này để chứa cái giá đựng microphone này, ngăn này để chứa cái foam. Cái foam đây nha. Đơn giản như vậy thôi. Microphone nó có hai cổng. Một cổng là 3.5, cổng là SLA, sử dụng điện 9V, cục pin hình chữ nhật, hoặc là có thể sử dụng nguồn điện khác từ cổng SLA dựng Phantom 48V. Cái phone microphone này chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể comment bên dưới ha. Các bạn thích thì like video của mình, subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Trước khi chạm sẽ thấy.